Cẩn thận nhá. Người đường đi vàng hot rồi, đi lên quá kinh khủng luôn. Anh em mình đang có mặt tại quán cà phê A Báo. Nhưng mà đi đi chậm thôi nhá. Không được nào nhanh không? Lên trên mỏ đá à? Lên mỏ đá chờ tí lên chụp ảnh cái. Người đâu nhỉ? Đấy, kìa. Đã đi lên đây, người trên này. Anh em mình đang trên đường đi đến mỏm đá Tử Thần. Do không tin được tay lái của anh em mình nên anh em mình có thuê một xế người bản địa. Anh này có kinh nghiệm tầm 30 năm chuyên chạy đường đèo núi nhá. Không một con đường nào là anh ngán cả. Tay lái rất là lụa. Ngồi sau xe anh cảm giác rất là yên tâm. Các bạn nhìn xung quanh núi đá trùng điệp. Nhìn hot không? Không hổ danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Con đèo mang tên Mã Pì Lèng. Đoạn này mới ghê, đoạn này ghê nhất đấy. Rồi, hiện tại anh em mình đang có mặt tại chân của mỏm đá Tử Thần. Rồi, bây giờ mình đi lên nhá. Anh cứ về đi tí, tầm nửa tiếng lên đây nhá. Rất vui được quen bạn Lộc và bạn ý dẫn mình đi một tour Hà Giang. Trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ mình và bạn ý sẽ lên cái mỏm đá Tử Thần này để trèo ra ngoài kia nhá. Đi thôi. Trèo lên đây toàn là đá, này là đá tai mèo rất là sắc nhá, chỉ cần trượt chân một phát đây là rất là nguy hiểm luôn, còn rất là xa. Hôm nay mọi người đứng check in đấy rất là nhiều, mình chắc phải xếp hàng thôi. Sông Nho Quế hôm nay màu đẹp đấy nhỉ. Đây phải xếp hàng. Hôm nay nắng đẹp đấy nhỉ. Mình đã gần tới mỏm đá Tử Thần rồi. Đây là trên cao nhìn xuống. Dưới kia vẫn còn xếp hàng rất là nhiều. Dưới kia một đoàn đông chuẩn bị xếp hàng. Ra đây hết, hốt hết đấy nhỉ. Ra đây ghê hết nhỉ. Anh An ơi, em bảo thằng kia xuống ăn. Trường ơi, muộn rồi. Hello, photo.
Đây là hậu trường của những bức ảnh triệu view ở mỏm đá tử thần. Anh kia rất là bạo, không có vẻ gì là sợ hãi. Vừa nãy anh còn nhảy mấy cái. Where is he? He up there? Yeah, I could too, but I was like, where is he? I don't know, who even knows me? I joined this right here. Thank you. Was I brave for that? Very brave. Chật đấy, được đấy. Ok đấy. Hầu kia nó kiểu cái sắp rụng ấy. Không vấn đề gì ấy. Đây là hậu trường của những bức ảnh triệu view ở mỏm đá tử thần. Anh thanh niên Hàn Quốc này. Cẩn thận nhá. Không cố được đi, bỏ đi. đang cố thở ra vành mẹ. Đây chưa là gì so với tầm bài đi ngủ với lạnh đi đâu. Thôi về thôi. Đây là con đường về. Anh em vừa đi lên rồi về đi về nhé. Ngồi đường đi về hot rồi cứ đi lên. Quá kinh khủng luôn. Lần đầu tiên trong đời có một cái cảm giác ấy. Tim muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn. Bây giờ anh em mình lại tiếp tục cuộc hành trình đến với sông Nho Quế.